chứng đạo ca, ca khúc hoan hỷ giải thoát ra khỏi ngũ uẩn. Khandavi muti samangi dhamma. Tác giả Acharya Mun dịch giả Ajahn Tarnisaro. Chuyển dịch từ Thái sang Anh, Ajahn Tarnisaro, từ Anh sang Việt, Phạm Kim Khánh. Phần nhập đề Ngài Pra Ajarn Mun Buridato Mahatera, sinh 1870, mất 1949, chắc chắn là nhà sư Phật giáo được kính mộ nhiều nhất trong lịch sử Thái Lan thời hiện đại. Ngài xuất gia vào năm 1893 và phần lớn sống du phương trong rừng tại Thái Lan, Miến Điện và Lào để hành thiền. Ngài có một số lớn đệ tử và cùng với sư thầy ngài pra ajan sao katasila mahathera thiết lập truyền thống tu sĩ ẩn dật trong rừng ngày nay lan rộng tại thái lan và nhiều quốc gia khác mặc dù nổi tiếng là một vị đạo sư rất ít những lời dạy của ngài được ghi chép lại cho hậu thế chỉ còn một quyển sách mỏng lưu truyền vài thời pháp của ngài tựa đề muttodayya tâm giải thoát đã được ấn hành khi Ngài còn tại thế. Thông thường, các đệ tử tin rằng chính Ngài không hề viết lại những lời dạy. Tuy nhiên, sau khi Ngài viên tịch, bài thơ sau đây được tìm ra trong đám giấy tờ để lại. Như đã có ghi trên trang cuối cùng, bài thơ được soạn thảo nhân một lần Ngài tạm lưu ngụ tại Wat Srapatam, tức Chùa Đầm Sen, Bangkok có thể vào đầu thập niên 1930, hình như vào lúc bấy giờ, có một bài thơ nặc danh cũng đề cập đến Pháp hành thiền được ấn hành tại Bangkok đã gợi nguồn cảm hứng cho Ngài vì cả hai bài thơ đều bắt đầu tương tự nhau. 39 hàng đầu khởi sự với đoạn thuở nọ có một người tự thương mình. Tuy nhiên, bài thơ của Ajahn Mun sau đó phát triển theo một chiều hướng đặc biệt, cho thấy có sự hiểu biết sâu xa và sắc bén hơn nhiều về công trình trao dồi rèn luyện tâm. Công việc phiên dịch bài thơ gặp phải một số vấn đề khó khăn. Đọc bản thảo rất khó. Ngài Ajahn Moon viết bằng tay theo ngôn ngữ thời xưa, khi tiếng Thái chưa được phổ cập đúng theo tiêu chuẩn hiện nay. Chữ viết để lâu, nét mực lem lúa khó đọc và vài chữ về sau lại có người thêm thắt sửa đổi đó là điểm khó khăn riêng biệt khi dịch bài thơ này còn điểm khó khăn thông thường là phải tìm danh từ anh ngữ cho đúng với ý nghĩa của chữ thái được dùng trong văn thơ những chữ thái này đã được thận trọng chọn trọn lọc để thích hợp với vần thơ nhịp thơ âm tiết và đôi khi không theo cú pháp văn phạm phần nào giống như lối văn chương dùng để đánh điện tính hay viết cái tựa lớn cho tờ báo. Lối hành văn này giúp cho câu thơ tiếng Thái khi được đọc lên nghe nhẹ nhàng, êm dịu và ý nghĩa dồi dào phong phú, nhưng lúc muốn chuyển dịch chính xác sang một ngôn ngữ khác thì quả thật là rối ren. Một bài học quý giá cho những ai cảm nghĩ rằng có thể diễn đạt chân lý qua ngôn từ. Trong bản dịch sau đây, tôi cố gắng theo sát ý nghĩa từng chữ càng nhiều càng tốt, nhưng đôi khi cũng cần phải gọt dũa để người đọc bản tiếng Anh có thể hiểu dễ dàng. Bởi vì bài thơ được đặt theo lối văn nằm giữa hai hình thức, clone và cry, tôi cố gắng tạo hiệu quả tương tự trong bản tiếng Anh bằng cách xen kẽ câu thơ không vần và câu thơ vần tự do. Kết quả có thể quá theo nghĩa từng chữ để giống như vần thơ, nhưng thiết nghĩ rằng người đọc sẽ quan tâm đến ý nghĩa nhiều hơn là hiệu quả của ngôn từ. Những trường hợp sửa đổi tự do nhất trong bài này được đặt trong dấu ngoặc như trong đoạn Mỉa mai đề cập đến cơn ghiền làm lạc sửa chữa những sự vật. Theo bổng chánh hình như có sửa đổi người đọc sẽ ghi nhận rằng ở một vài nơi bài thơ hình như đột ngột nhảy vọt từ vấn đề này sang đề tài khác trong vài trường hợp có sự đổi thay để thích hợp với vần thơ nhưng ở nhiều nơi khác thật sự không phải nhảy sang một đề tài khác nên nhớ rằng bài thơ tác dụng trên nhiều tầng lớp đặc biệt có hai tầng lớp theo song song nhau suốt bài đó là một phân tách sự lầm lạc bên ngoài, gom tâm nhắm vào lỗi của người khác thay vì nhìn lại lỗi của chính mình. Và hai, thảo luận về sự lầm lạc bên trong tâm, nhìn vào và chỉ trích những uẩn như phần nào tách rời sự cố gắng của chính mình để hiểu biết nó. Những lời có chiều hướng nhắm thẳng vào một tầng lớp cũng gián tiếp áp dụng cho tầng lớp kia. Như vậy, Bài thơ thật sự bao gồm một phạm vi thực hành rộng rãi hơn là hình như nó là vậy nếu ta đọc thoáng qua. Đây là một tác phẩm đáng được đọc tới đọc lui nhiều lần. Nơi đây, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ vô giá của Ngài Pra-Achan Suat Prabodhihamacharya Thera đã rồi sáng cho tôi vài đoạn gút mắt trong bài thơ, những điểm sai lầm còn lại dĩ nhiên là của tôi. Tha Nisaro Bitku, Forest Monastery, Voli Center, CA 92082-1409, USA thuật ngữ Dhamma, Pháp, một cách tổng quát danh từ này có nhiều tầng lớp ý nghĩa, đường lối của sự vật và chính tự sự vật là vậy. Những lời dạy của Đức Phật về đường lối hay bản chất thiên nhiên của sự vật, phương pháp thực hành, những lời dạy ấy để trao dồi và rèn luyện tâm và sự chướng ngộ trạng thái bất diệt, mục tiêu của pháp hành. Chính pháp siêu thế là đạo và quả của bốn tầng giác ngộ, nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán, và niết bàn, nipana, nivana. Thông thường, danh từ Dharma được dịch là Pháp. Theo sự giải thích trên có ba Pháp. Thứ nhất, Pháp học, những lời dạy của Đức Phật. Thứ hai, Pháp hành, phương pháp thực hành những lời dạy ấy. Và thứ ba, Pháp thành, mục tiêu của Pháp hành, chứng ngộ trạng thái bất diệt lời người dịch chana thiền trạng thái toàn định vững chắc tập trung an trú vào một cảm giác thọ hay một ý nghĩ karma nghiệp hành động có tác ý có chiều hướng dẫn đến sự tái sanh vào một kiếp sống mới kanda uẩn những phần hợp lại thành năm nhóm tri giác gọi là ngũ uẩn đó là rupa sắc uẩn những hiện tượng vật lý vedana thọ uẩn những cảm giác vui thích đau khổ hay trung tính không lạc không khổ sana tưởng uẩn khái niệm nhãn hiệu dấu hiệu sankara hành uẩn sinh hoạt tâm linh những tiến trình và vinana thức uẩn sự hay biết chứng đạo ca ca khúc hoan hỷ giải thoát ra khỏi ngũ uẩn namatu sugatasa Banka Dhamma Kandani con xin khấu đầu đảnh lễ đấng thiện thệ bậc tối thượng sư dòng thích ca bậc chánh đẳng chánh giác và chính pháp siêu thế cùng giáo hội chư thánh tăng giờ đây xin giảng lược trình bày pháp ngũ uẩn theo như con được hiểu, thủa nọ có một anh chàng hết lòng tự thương mình và kinh sợ phiền não. Anh muốn được hạnh phúc, loại hạnh phúc vượt khỏi mọi hiểm nguy. Và như thế, anh mãi mãi thênh thang đi tìm. Nơi nào người ta nói có hạnh phúc là anh khát khao nóng lòng muốn đến. Nhưng bước thênh thang quả thật xa xăm dịu vời. Anh là hạng người tự thương mình và thật sự sợ hãi cái chết. Anh thật lòng muốn thoát ra khỏi cảnh già và chết. Rồi ngày kia, anh chợt tỉnh hiểu thấu chân lý, loại bỏ nguyên nhân của đau khổ và các pháp hữu vi. Anh tìm thấy một hang động đầy kỳ quan thần diệu phi thường hạnh phúc vô cùng tận tức là thân này trong khi mê mệt ngắm nhìn hang động kỳ quan nỗi khổ đau của anh tan biến cơn sợ hãi dịu dần anh nhìn đi và ngắm lại quanh hòn núi chứng nghiệm an lạc vô biên ngại ngùng nếu đi gặp bạn bè và tường thuật câu chuyện họ sẽ bảo rằng anh khùng điên. Vì thế, anh đơn độc, hưởng thụ tâm vắng lặng, từ bỏ ý định tiếp xúc với ai khác, còn hơn là thơ thẩn vẫn vơ. Giữa những người chỉ trích chê bai và những người tân bốc tán dương khen tặng, mệt mỏi và chán nản phiền muộn nhưng rồi có một người khác cũng sợ chết tâm hồn khô héo úa tàn và thất vọng người ấy đến gặp tôi và thành thật than thở với một giọng đáng thương anh nói từ lâu rồi sư cố gắng hành thiền vậy ngài đã thấy được chưa giáo pháp thật sự hằng mơ ước ồ làm thế nào người này biết được tâm mình anh xin ở lại và tôi đồng ý tôi sẽ đưa ông đến một hòn núi vĩ đại với hang động kỳ quan huyền diệu tuyệt trần không có khổ đau và ràng buộc chánh niềm thấm nhuần toàn thể châu thân ông có thể ngắm nhìn nó trong khi nhàn rỗi để làm mát dịu tâm hồn và chấm dứt ưu phiền đó là con đường của bậc thánh nhân tùy ông đi cùng không tôi không lừa gạt hay cưỡng bách chỉ nói cho ông biết sự thật là thế nào thế rồi tôi hỏi đố ông vài câu bí ẩn trước tiên cái gì chạy cái gì nhanh chóng chạy là vinana thức những tác động bước tới từng hàng bước này kế tiếp bước kia không nghi ngờ sanya tưởng uẩn tin chắc nó là đúng nên tâm bị chụp lấy trong khi lăng xăng chạy tới lui tưởng na xong vồ tới nắm chặt những sự vật bên ngoài rồi kéo lôi vào trong để phỉnh gạt cái tâm, làm cho tâm suy nghĩ mơ hồ và chạy ra ngoài tìm kiếm. Rồi lang thang lạc lối. San na tưởng giống như một ảo cảnh. Lừa dối vĩnh gạt tâm với nhiều hình ảnh khác nhau. Cái gì hoàn toàn thoát khỏi ngũ uẩn dĩ nhiên là tâm và duy nhất chỉ có tâm tâm không nắm giữ hoặc rối loạn bị dính kẹt không còn bị chất độc của quyền sở hữu không còn si mê đứng vững một mình san nà tưởng không còn có thể mê hoặc phỉnh lừa quyến rũ chạy theo khi nói có sự chết, cái gì chết? Sankaras, hành uẩn chết, diệt trừ hậu quả của nó. Cái gì cột tâm vào vòng quanh? Mánh khóe quỷ quyệt của Sanna tưởng quay cuồng tâm. Tâm lạc lối vì tín nhiệm Sanna tưởng nên bị vướng trong những gì nó ưa thích rời cảnh giới này của chúng sanh rồi đi đến cõi kia mãi mãi xoay tròn cho đến khi choáng váng mặt mài tự quên hẳn mình tự hãm mình hoàn toàn trong đêm tối dầu tận lực cố gắng cách nào để tìm giáo pháp cũng không thể nhoáng thấy Cái gì khám phá ra giáo pháp? Cái tâm khám phá, cố tìm cho ra tại sao sa nà tưởng nói tốt và tâm trực bắt điều xấu, rồi cưỡng bách tâm tự trói chặt vào thương và ghét. Ăn một lần và không bao giờ tìm ăn thêm nữa. Chấm dứt tình trạng muốn nhìn, muốn hiểu biết, và hy vọng muốn biết thêm chấm dứt tình trạng kẹt dính trong rối loạn tâm ngồi yên trên cái bệ của nó buông bỏ không vướng mắt một cái hồ bốn vách nước đầy ngập đến miệng chấm dứt ham muốn loại bỏ hoài nghi trong sạch không vướng bụi trần và thoát khỏi hiểm họa san nà tưởng lắng đồng, san thành không quấy rầy như thế ấy tâm tràn đầy tới miệng không gì thiếu yên tĩnh và vắng lặng tâm không ý nghĩ buồn phiền Điều đáng cho ta thích thú ngắm nhìn Ngày này qua ngày khác Dầu thọ lãnh hàng triệu kho báo ở cảnh trời cũng không sánh bằng tình trạng hiểu biết thật sự làm buông xả các hành sankaras điều tránh yếu nồng cốt chấm dứt tham vọng nhãn hiệu nằm trong phạm vi của nó và không xen vào can thiệp cái tâm không say mê với bất luận gì chấm dứt mọi tranh đua cũng như ta lấy mặt gương và nhìn phản ảnh của mình trong đó. Không nên bám níu vào sanna tưởng. Nó cũng giống như hình ảnh của ta trong mặt gương. Không nên để những vấn đề của hành sankara nhiễm độc. Khi tâm hoạt động, ta có thể nhìn thấy cái tâm chính thật không giả mạo ta biết chắc rằng sự di động nằm bên trong mình. Vì nó đổi thay, biến chuyển. Tình trạng thay đổi vô chừng là tính chất của tâm. Không cần phải chỉ trích ai khác. Ta biết những loại uẩn khác nhau trong sinh hoạt của tâm. Trước đây tôi ngỡ rằng tưởng sana là tâm cái tâm dán nhãn, đặt tên bên trong và bên ngoài. Vì lẽ ấy, tôi bị lừa gạt. Giờ đây, biết rằng tâm đảm trách nhiệm vụ, không còn phân vân, không hy vọng nương tựa vào bất luận sa na tưởng nào. Bất cứ gì phát sanh và hoại diệt, không cần phải làm chủ cố gắng ngăn ngừa nó. Cũng dường như leo tận đỉnh cao của một ngọn núi thật sự khổng lồ và nhìn trở xuống vùng đồng bằng phía dưới, thấy mọi chúng sanh. Từ trên cao ngất trời nhìn trở xuống, ta thấy tất cả mọi sự việc của ta từ lúc sơ khai cấu thành một con đường giống như những đất thang. Thủy triều của một con sông, nước rồng rồi nước lớn, có hợp với chân lý không? Ta không thể sửa đổi tình trạng biến chuyển đổi thai của Sankara hành do nghiệp uống nắng. Nó ra đời không phải để làm cho ai phiền muộn. Nếu ta nắm giữ lại, để đẩy nó đi đầu này, đầu kia, tâm phải trở thành ô nhiễm và lầm lạc. Chớ nên nghĩ đến việc kháng cự, đường lối thiên nhiên của sự vật. Hãy để cho cái tốt và cái xấu theo con đường của chính nó. Ta chỉ giảng dị tự giải phóng không để vướng víu trong hành uẩn. Đó là trạng thái thanh bình và mát mẻ. Khi hiểu biết chân lý, ta phải buông bỏ để Sankara hành trôi qua, vừa khi thấy sự biến chuyển của nó. Khi đã mệt mỏi, chán chê, ta sẽ để nó đi dễ dàng, không cần phải cưỡng bách giáo pháp mát mẻ, tâm sẽ dừng lại vì phải chịu sự vật. Hoàn tất năm nhiệm vụ. Các uẩn phân chia vấn đề làm năm lãnh vực. Mỗi lãnh vực có những nhiệm vụ và phần việc của nó. Không còn chỗ cho cái nào khác bởi vì hai tay nó đã đầy không còn chỗ để nắm giữ tài sản, địa vị, lời khen, hạnh phúc. Mất tài sản, mất địa vị, tiếng chê, đau khổ. Để cho mỗi điều ấy theo bản chất thiên nhiên, thích hợp với chân lý của nó. Tâm không vướng mắc rối ren với bất luận cái nào trong tám điều ấy vì sắc uẩn liên tục tạo cảnh già nua và bệnh hoạn không ngừng danh uẩn không bao giờ nghỉ ngơi cả hai làm việc như cái mái vì phải gánh chịu nghiệp quả của những gì nó đã làm những điều tốt làm cho nó say mê và hoan hỷ điều xấu khuấy động và làm cho tâm tối đen luôn luôn phải suy tư giống như đang bị lửa thiêu đốt tâm bị ô nhiễm và ngu si đần độn thương và ghét của nó là những gì tự chính nó suy tưởng nghĩ đến vậy thì có thể trách móc ai ta có muốn thoát ra khỏi cảnh già và chết không điều ấy ngoài tầm mức có thể làm được cũng giống như muốn tâm dừng bước thênh thang quanh quẩn và nghĩ suy muốn nó ở lại một nơi và hy vọng tùy thuộc nương nhờ nơi sự đứng yên của nó tâm là cái gì biến chuyển hoàn toàn bất định sanh nhà tưởng chỉ thỉnh thoảng dừng lại một nơi một khi ta trưởng thành trong sự hiểu biết bản chất của tất cả năm uẩn tâm sẽ sáng tỏ và trong sạch, không ô nhiễm, không còn vấn đề. Nếu có thể thấu hiểu như vậy, đó là mức tối thượng vì ta đã thấy chân lý, buông bỏ, rút ra khỏi và chứng ngộ giải thoát. Đó là mức cuối cùng của con đường ta không kháng cự đường lối thiên nhiên chân lý của sự vật nghèo và giàu tốt và xấu nối tiếp hàng dài theo diễn biến bên trong và bên ngoài tất cả đều phải trôi qua và tan biến ta không thể nắm giữ lại bất luận gì mà tâm nhắm đến giờ đây khi cái tâm vốn tự nó là vô chừng bất định, di động nhanh chóng và ta chụp bắt được nó. Đó là khi ta đã tìm được thoải mái cùng tột. Chuyện nhỏ che tối hiểu biết của ta về những chuyện lớn. Ngủ uẩn che tối giáo pháp hoàn toàn. Và vì lẽ ấy ta lạc nẻo ta phung phí thì giờ mãi ngắm nhìn ngũ uẩn mà không thấy giáo pháp mặc dầu to lớn hơn ngũ uẩn giáo pháp ta xem hình như cát bụi có đó không đó không có nhưng vẫn có đến đây tôi hoàn toàn gặp khó khăn và không thể hình dung tưởng tượng xin ngài vui lòng giải thích ý nghĩa của nó có sự ra đời của những nguyên nhân và hậu quả khác nhau nhưng nó không phải là chúng sanh không tồn tại vững bền tất cả đều hoại diệt Điều này làm sáng tỏ ý nghĩa của điểm thứ nhất. Có đó, không đó. Điểm thứ nhì, không có, nhưng vẫn có. Đoạn này hàm ý giáo pháp sâu xa. Mức cuối cùng của tam giới chúng sanh. Đến đây không còn Sankara hành. Nhưng vẫn còn giáo pháp kiên cố, ổn định, vững bền. Đó là giáo pháp kỳ diệu vô song, đúng thật là vô nhị. Giáo pháp là một và không biến chuyển, thù thắng hơn tất cả chúng sanh, vô cùng tĩnh lặng. Đó là đối tượng của cái tâm không trao động, yên tĩnh và ngừng nghỉ, vắng lặng và sáng tỏ, không còn bị mê hoặc không còn bị kích thích mọi tham vọng đều bị bứng nhổ tầng gốc rễ không còn phân vân lưỡng lự những rối ren vướng mắt của nó với ngũ uẩn tất cả đều chấm dứt và lắng dịu những phương tiện vào tam giới chúng sanh đều bị bẻ gãy vứt bỏ quãng đi lòng ham muốn tự phụ chấm dứt thương ghét không còn sở hữu, tất cả phiền toái đều được chữa trị, đúng như tâm đã ước nguyện. Xin ngài vui lòng giải thích thêm con đường của tâm bằng một lối khác và nguyên nhân sanh đau khổ trong tâm đã che lấp giáo pháp. Nguyên nhân sanh đau khổ quả thật nhiều vô số kể nhưng chỉ giảng lược tóm tắt chính là tình thương hằng bóp nhói cái tâm làm tâm bận rộn lo âu sợ hãi cho ngủ uẩn nếu giáo pháp luôn luôn ở với tâm ắt chấm dứt mọi luyến ái và không còn nguyên nhân tạo đau khổ hãy nhớ điều này đây là con đường của tâm ta không cần chạy theo quay quần với nó đến độ choáng váng mặt mài cái tâm khi không có giáo pháp cùng ở với nó sẽ bám níu vào luyến ái điều gì nó thích lo sợ cho ngủ uẩn và chìm sâu trong nguyên nhân sanh đau khổ như vậy tóm tắt có đau khổ và có giáo pháp luôn luôn cùng ở với tâm. Hãy quán tưởng suy niệm điều này cho đến khi thấy chân lý, tâm sẽ hoàn toàn mát mẻ. Tuy nhiên, dù hạnh phúc và đau khổ trọng đại to lớn đến đâu, nó không làm cho ta kinh sợ, không còn sai xưa chìm đắm trong nguyên nhân của đau khổ tâm sẽ suôn sẻ an lành chỉ hiểu biết bấy nhiêu đó cũng đủ làm nhiều bớt cơn sốt trong lòng và ăn nghỉ trên đường tìm giải thoát tâm hiểu biết giáo pháp quên đi cái tâm luyến ái bụi trần tâm hiểu biết giáo pháp dễ dàng chắc chắn thấy rằng ngũ uẩn lúc nào cũng căng thẳng giáo pháp vẫn là giáo pháp ngũ uẩn là ngũ uẩn chỉ thế thôi còn câu mát mẻ thoải mái và thoát khỏi cơn sốt hàm ý rằng tâm tự nó cứu lấy nó vượt ra khỏi cơn ghiền lầm lạc sửa chữa những vật khác hành uẩn sankara không mang lại hạnh phúc nào và thật sự là đau khổ bởi vì nó phải già bệnh và chết mỗi ngày khi tâm hiểu biết giáo pháp tối thượng tâm tự rút tỉa những lầm lạc ô nhiễm đã làm cho cơn bệnh càng trầm trọng thêm lầm lạc ấy là một lỗi lầm trọng đại của tâm. Nhưng khi thấy rõ giáo pháp, tâm loại trừ lầm lạc và sẽ không còn chất độc trong mình. Khi tâm thấy giáo pháp dồi dào tốt đẹp và thoát khỏi mọi lầm lạc, gặp được giáo pháp, nó bỏ rơi lại tất cả những sự vật đã làm cho nó ái náy bồn trồn tâm chú niệm và tự hay biết mình không vướng mắt rối ren bận rộn tình thương đeo níu ngụ uẩn chấm dứt lòng ưa thích được chữa trị những mối lo âu không còn tất cả bụi trần đều phổi sạch dầu tâm có suy tư theo đúng với bản chất của nó không nên cố gắng trần đứng nó lại và khi ta không ngưng, nó sẽ không chạy nhảy hoang dại. Điều này tránh cho ta khỏi mọi khuấy động. Hiểu biết rằng điều bất thiện sẽ đến do tình trạng kháng cự chân lý. Bất thiện pháp đến vì ta không hiểu biết nếu đóng chặt lại cánh cửa mở vào tình trạng điên rồ đần độn cuối cùng ắt có thoải mái dễ chịu tất cả điều ác dần dần im lặng tuyệt đối yên tĩnh tất cả năm uẩn đều đau khổ không có hạnh phúc chút nào trước đây tôi ngu si đần độn và ở trong tình trạng tâm tối giống như sống trong một hang động lòng ham muốn ước mong được thấy giáo pháp tôi cố gắng chụp bắt cái tâm và giữ cứng nó lại tôi chụp được và bắt những cái nhãn hiệu tâm linh lòng ngỡ rằng đó là tâm cho đến khi thành thói quen Tôi làm như thế trong một thời gian thật lâu, say mê ngắm nhìn nó. Những cái nhãn hiệu tinh thần giả mạo che mờ tâm. Và tôi si mê đắm đuối chơi đùa với các uẩn Khanda, quả thật đáng thương hại cho tôi, thật tội nghiệp cho tôi. Tự mình phấn khởi vô cùng tận tôi đi quanh đi quẩn xét đoán người khác nhưng không thành tựu được gì nhìn lỗi của người khác lòng đắng cay chua xót tựa hồ như chính mình tự thiêu đốt lấy mình và trở nên đen đúa như lọ nồi và cháy rụi bất luận ai phải ai quấy ai tốt ai xấu đó là chuyện của họ công việc của chúng ta là giữ chắc cho cái tâm tự canh chừng lấy nó không nên để cho bất thiền pháp luẩn quẩn khuấy rầy và ghé lại hãy làm cho tâm thuần thục thiền xảo trong phước báo và thiện nghiệp hậu quả sẽ là trạng thái thanh bình an lạc thấy người khác xấu và chính ta là tốt, là một vết nhơ tinh thần, bởi vì ta đã tự khóa chặt vào khanda ngũ uẩn và nó sẽ giữ lại vững chắc xét đoán ấy. Nếu tự khóa chặt mình vào khanda ngũ uẩn, nó sẽ thiêu đốt ta chắc như vậy. Vì tuổi già, ô nhiễm và chết chóc, sẽ sang nhập vào cuộc chiến đầy sân hận và tình thương hiển nhiên là có lỗi lầm lo âu phiền muộn và sợ sệt trong khi ngũ dục năm hình thức cảm xúc đem đạo binh nhiều loại khác nhau đến ta không thoát được ra khỏi khổ đau và hiểm họa bởi vì đã nắm chặt ngủ uẩn xem đó là của ta. Một khi thấy lỗi lầm của mình, chớ nên trần chờ hãy bám sát canh chừng trạng thái bất thường của Sankara thành. Khi tâm đã quen thuộc với điều này, ta chắc chắn sẽ thấy giáo pháp vô song, đơn độc trong tâm. Bất thường, hàm ý là cái tâm vì nó thay đổi nhãn hiệu khi thấy điều này hãy canh chừng lặp đi lặp lại canh chừng ngay vào lúc nó đổi thay khi tất cả những đối tượng bên ngoài phai mờ giáo pháp sẽ xuất hiện khi thấy giáo pháp ta sẽ có khả năng chữa trị chứng bệnh lo âu chừng đó tâm không còn dính mắt vào cuộc tranh chấp chỉ bấy nhiêu chân lý cũng có thể chấm dứt trò chơi hiểu biết cái không hiểu biết đó là phương thức thực nghiệm cho cái tâm một khi thấy được qua tình trạng bất thường căn nguyên của tâm ngưng tạo thêm vấn đề tất cả những gì còn lại là cái tâm nguyên thủy chân tâm cái tâm thật và không biến đổi hiểu biết căn nguyên của tâm đưa đến giải thoát ra khỏi mọi lo âu và lầm lạc nếu đi lệch ra ngoài đến mục tiêu của tâm tức khắc ta lạc lối đêm tối đến từ cái tâm sở hữu chủ của những gì tốt đẹp sở hữu này do mục tiêu của tâm nghĩ đến căn nguyên của tâm đã là tốt khi giáo pháp xuất hiện xóa bỏ hoài nghi khi thấy giáo pháp tối thượng vượt qua thế gian tất cả công trình tìm kiếm mơ hồ xưa cũ bị đào bứng tận gốc rễ và buông bỏ đau khổ duy nhất còn lại là nhu cầu ngủ, nghỉ và ăn uống theo đúng diện tiến. Tâm được thuần hóa ở gần căn nguyên của tâm, nghĩ suy nhưng vẫn không ở chung với tư tưởng. Bản chất của tâm là phải suy nghĩ, nhưng khi cảm nghe có căn nguyên của tâm hiện hữu, thì nó thoát ra khỏi những buồn phiền, cách xa những khuấy nhiễu và tĩnh lặng bản chất của Sankhara hành khi xuất hiện là biến tan. Tất cả hành đều hoại diệt không có gì còn lại. Hãy coi chừng cái tâm khi ta tập trung lại để làm cho nó tế nhị hơn. Vì lúc ấy ta có khuynh hướng ép buộc. Nó dính cứng trong tình trạng không lay động. Hãy để tâm nhìn đi nhìn lại tính cách bất thường của nó cho đến khi trở thành một thói quen khi ta đến giai đoạn ấy ồ nó sẽ đến từ chính nó hay biết giọng hát của tâm như một ảo cảnh đức phật dạy rằng những ô nhiễm của tuệ minh sát giả dạng như thật trong khi nó không thật chút nào. Sự hay biết những hiện tượng tâm linh, tự chính nó đến là trực giác cái thấy trực tiếp. Không giống như sự nghe và sự hiểu biết. Trên tầng lớp vấn đáp, sự phân tách những hiện tượng tinh thần và vật chất cũng không phải là tri kiến tự chính nó khởi phát. Như vậy hãy nhìn sự hay biết tự nhiên chính nó đến, không phải là dòng hát của tư tưởng, hiểu biết căn nguyên của tâm và những trập tư tưởng. chân tâm ấy giải thoát ra khỏi phiền muộn. Căn nguyên của tâm ấy chắc chắn là sự tự động hiểu biết các Sankaras hành. Những công việc của sự đổi thai không phải là vấn đề phô trương ra ngoài để thấy hay để hiểu biết một việc nó cũng không phải là hiểu biết căn cứ trên nhãn hiệu từng cặp chính cái tâm tự hiểu biết qua di động của bài ca sự hiểu biết của tâm về di động chỉ giản dị tiếp cận với những trập tư tưởng trong thực tế Chúng nó không thể bị phân chia Tất cả chúng nó là một và cùng một thứ Khi cái tâm là hai Điều đó được gọi là Những sự vật rối ren của tưởng sana Chính nó là bất thường Vậy tại sao tập trung vào gì khác? Khi nhìn thấy chính sự hoài diệt của nó Tâm thoát ra khỏi đêm tối không còn muốn nếm hương vị của chúng và từ bỏ hoài nghi. Nó ngưng chạy tìm những vật bên trong và bên ngoài, buông bỏ mọi bám níu, xa lìa thương và ghét, dầu nặng nhẹ thế nào. Nó có thể chấm dứt những ham muốn, những thảm sầu tất cả đều tan biến, cùng với những gánh nặng lo âu đã làm cho nó than vang rên rỉ, giống như trận mưa rào tưới mát tâm hồn. Chính cái tâm tự nó nhận thức tâm mát mẻ. Tâm mát mẻ vì không có nhu cầu, đi thênh thang quanh quẩn nhìn người ta. Biết rằng căn nguyên của tâm trong hiện tại, không trao động và không lo âu. Với bất luận điều tốt hay điều xấu, vì tốt hay xấu tất cả đều hoại diệt. Với tất cả những trở ngại khác, tuyệt đối tĩnh lặng căn nguyên của tâm, không suy tư cũng không diễn dịch. Nó chỉ ở với công việc của nó, không trông đợi gì. Không cần phải vướng mắc hay rối loạn, không cần nơm nớp canh chừng ngồi hoặc nằm nó suy nghĩ trong cái tâm căn nguyên đã giải thoát lối giải thích của ngài về con đường quả thật thâm sâu xuyên thấu đầy đủ và rõ ràng chỉ còn một điều nữa xin ngài vui lòng giải thích với chi tiết cái tâm không giải thoát ra khỏi nguyên nhân của đau khổ nguyên nhân của đau khổ là bám níu và thương yêu vô cùng quyến rũ tạo nên những trạng thái chúng sanh mới không biết mệt không nhàm chán ở mức độ thấp ô nhiễm là nhục dục ngũ trần ở tầng cao hơn là dính mắt trong thiền jana nói về những điều này hoạt động như thế nào trong tâm tất cả là chuyện của chúng sanh say mê với sankhara hành say mê với tất cả những gì xảy ra trong một thời gian lâu thật lâu dài thấy nó là tốt đẹp nuôi dưỡng tâm bằng sự lầm lạc làm cho nó đâm chồi nở mộng trong tình trạng mê loạn không yên bị lỗi lầm cắn rứt mà không biết hổ thẹn say mê khâm phục ngắm nhìn bất luận gì nó tưởng tượng say mê đến độ quên mình và không sợ hiểm nguy say mê nhìn lỗi người khác bất mãn với những gì xấu của họ còn lỗi của mình thì chẳng xem là gì cả lỗi của người khác giàu to lớn đến đâu không thể làm cho ta sa đọa địa ngục trong khi đó lỗi của chính ta có thể đưa ta thẳng xuống tầng địa ngục khắc khổ khốc liệt nhất mặc dầu nó không phải là rất ô nhiễm vậy hãy canh chừng xem lỗi của mình cho đến khi tự nhiên thấy nó đến tránh xa những lỗi lầm ấy và chắc chắn ta thấy hạnh phúc mà không có hiểm họa và lo âu sợ sệt. Khi rõ ràng nhận thấy những lỗi của mình, hãy cắt ngay tức khắc. Chớ nên hơ hỏng hay trần chờ Không quyết tâm như vậy, không bao giờ ta thoát khỏi nó. Không ngừng muốn những điều tốt. Đó là nguyên nhân của đau khổ. Đó là lỗi lầm trọng đại, mãnh liệt kinh sợ điều xấu tốt và xấu đều là thuốc độc của tâm như vật thực quá nhiều làm bất an cơ thể giáo pháp không rõ ràng sáng tỏ vì lòng ham muốn điều tốt của ta sự ham muốn điều tốt khi quá mãnh liệt kéo lôi tâm vào những suy tư khuấy động cho đến khi tâm đầy ngập điều xấu và tất cả những ô nhiễm của nó sanh nở nhanh chóng lỗi lầm càng trọng đại nảy nở càng nhanh chóng kéo lôi ta càng xa và càng xa cách dần giáo pháp nguyên thủy lối giải thích nguyên nhân của đau khổ này gọt giũa thanh lọc tâm tôi mới đầu ý nghĩa có vẻ rời rạc và rối loạn nhưng khi ngài giải thích con đường thì tâm tôi ngưng không lay động thỏa mãn yên lặng và thanh bình đến cùng điều này được gọi là thành tựu tình trạng giải thoát ra khỏi ngũ uẩn giáo pháp vẫn ở yên một nơi không đến không đi một bản chất thật sự, chỉ duy nhất có một, mà không gì làm sai lệch hay quay vòng. Đến đây chấm dứt câu chuyện, đúng hay sai, xin vui lòng sáng suốt suy gẫm đến khi thấu hiểu. Do Ngài Prapuridato, Mun Biên Soạn, bằng Bangkok.